Hello mọi người, em làm cái video này để giới thiệu với mọi người cái giao diện của phần mềm Mac Full Farm để mọi người có thể dễ dàng trong quá trình là vận hành và sử dụng. Thì mọi người có nhìn thấy là cái giao diện của phần mềm Mac Full Farm sẽ chia làm 3 phần. Dòng đầu tiên là về cả cái cấu hình cài đặt của cái phần mềm. Dòng thứ hai là về cái phần đặc vụ hành động và phần thông tin lưu trữ, và phần thứ ba là cái phần bảng bảng danh sách các cái view mà mình sẽ thực hiện các cái hành động ở trên phần mềm. Ở phần thứ nhất là phần cấu hình chung. Cấu hình chung thì trong này là việc đồng bộ dữ liệu với MacHe, là phần này là khi cài đặt thì bên em đã hỗ trợ và liên kết với phần mềm MacHe để là phần mềm Mac Full Farm sẽ đồng bộ các cái dữ liệu với phần mềm MacHe rồi. Mọi người cài đặt các cái lựa chọn. Mọi người cài đặt các cái lựa chọn trong phần cấu hình chung ở giống như mô tả. Mọi người bỏ là lưu dữ liệu cột, bỏ là queue ADB khi chạy và bấm không chọn trên device. Mọi người chọn sử dụng proxy. Thì khi login thì mà bên mình đã gắn proxy vào cho các tài khoản. Sau đó mọi người bấm lưu. Cái phần cấu hình thứ hai là cấu hình tương tác. Ở cấu hình tương tác thì mọi người sẽ chọn kiểu đăng nhập là UID và PAS. Ở phần này thì cái phần tự động cập nhật thông tin, mọi người sẽ lấy mọi người sẽ bấm tự động cập nhật khi mà mọi người chỉ chạy login. Còn khi chạy tương tác thì mọi người sẽ bỏ phần này. Cái mọi người sẽ chọn là chạy tương tác là toàn bộ tài khoản sau khi hoàn thành. Tức là cái phần này sẽ giúp cho mọi người chạy được cái tương tác lặp lại cho việc. Tức là khi mọi người chạy một kịch bản và vía từ 1 đến 400 chạy xong một lượt thì ở vòng thứ hai nó sẽ quay lại từ vía số 1 và chạy lặp lại kịch bản như vậy. Và cái vòng lặp này nó sẽ xảy ra là 5 lần, 5 lượt. Cái phần mục thứ ba là tùy chọn tương tác. Ở phần tùy chọn tương tác có phần quản lý kịch bản, thì ở mục này mọi người sẽ lên kịch bản để cho vía có thể chạy theo cái kịch bản này, và mọi người có thể chọn là random thứ tự theo hành động, hoặc là mọi người nếu bỏ cái phần random này thì kịch bản sẽ chạy theo thứ tự là từ trên xuống dưới, là vừa đọc thông báo, xem reel, xem story, xem watch, mà nó sẽ hành động lần lượt từng từng mục theo thứ tự. Còn khi mà mọi người để là chọn random thì nó sẽ chọn ngẫu nhiên trong những cái hành động này để nó thực hiện, và xong 5 hành động thì thôi. Giới hạn thời gian chạy của mỗi tài khoản, tức là khi mọi người chọn cái này có nghĩa là mỗi cái view, mỗi cái tài khoản của mọi người thì sẽ chạy được trong vòng 60 giây. Trong trường hợp với kịch bản dài thì nó chỉ chạy đến 60 giây xong là nó sẽ dừng, thì nó chỉ chạy đến một phần nào đó, một số kịch bản, một số hành động nào đó trong kịch bản và sau đó sẽ dừng. Thì thường cái phần này là mình ít khi chọn, tại vì mình muốn nó chạy hết cái kịch bản mà mình mong muốn. Giới hạn thời gian chạy của một kịch bản thì cái này là giới hạn của kịch bản. Thì tức là khi kịch bản đó là gồm có 5 cái hành động thì trong vòng 1 phút nó sẽ chạy được bao nhiêu hành động đó thôi. Còn khi mà hết 1 phút thì kịch bản đó nó sẽ tự động dừng và nó sẽ chuyển qua một cái vía khác để nó lặp lại cái hành động đó. Cái phần cấu hình thứ ba là phần quản lý phone. Phần quản lý phone này thì nó show ra hết tất cả các cái phone mà nó liên kết với phần mềm Mac Full Farm. Khi cài đặt thì bên mình đã set up hết cho mọi người cái phần cấu hình phone này rồi. Thì trong cấu hình phone khi vận hành thì mọi người lưu ý một phần, đó là chức năng và wifi. Thì mọi người có thể đổi cái tên wifi mà mong muốn của mọi người. Ví dụ như hiện tại mình đang dùng một cái wifi này, nhưng mà trường hợp wifi này yếu hoặc là không đủ để chạy dàn Mac phone thì mọi người có thể đổi tên wifi và pass. Khi đổi thì lưu ý mọi người sẽ đặt cái tên thật đúng với cái tên của wifi. Thì như vậy phần mềm mới tự động lấy cái tên wifi này để truy cập được. Sau đó mọi người bấm xác nhận. Cái phần thứ tư là cấu hình hiển thị. Ở cấu hình hiển thị này là cái phần có thể lựa chọn để show ra cái bảng điều khiển này tất cả những cái thông số mà mọi người có thể muốn theo dõi và quan sát. Thì ở đây mình sẽ lựa chọn là email, tên, mật khẩu mail,
mà 2FA proxy profile và tương tác lần cuối cùng ở thư mục nào và tình trạng như thế nào. Phần tài khoản đã khóa này thì mọi người không cần quan tâm. Phần tiện ích thì mọi người có thể dùng sử dụng tiện ích ở đây có là check line, check line UID, check proxy, lọc trùng dữ liệu. Ví dụ như mọi người đã nhập nhiều via vào và mọi người không biết là via nào đang bị trùng thì mọi người sẽ bấm lọc trùng dữ liệu. Đây, mọi người có thể tự nhập, mọi người copy tất cả những cái những via ở đây, mọi người chọn copy qua. Và mọi người vào cái tiện ích lọc trùng dữ liệu. Bấm Start, đã lọc xong. Và xuất ra là nhập vào 17 và xuất ra là 17, có nghĩa là không có viên nào trùng. Còn trong trường hợp có viên trùng thì phần mềm nó sẽ tự động xóa đi. Ở cái phần mục thứ hai là cái phần tạo hành động của smartphone. Đầu tiên là nút này là chạy tương tác và dừng chạy tương tác. Nút này là dùng để tìm kiếm các cái UID hoặc là tên theo mật khẩu, thì có thể tìm kiếm theo các cái định dạng khác nhau để mọi người có thể tìm via một cách nhanh chóng. Cái phần thư mục này thì là nơi quản lý các cái thư mục mà mọi người đã đặt thư mục để mà chứa via. Cái phần này là lọc tất cả những tình trạng của via đang gặp phải. Ở đây có via các loại via để mình chọn và sau đó mình sẽ tìm cách xử lý. Ví dụ như đây là via là bị lỗi trên path thì mình sẽ chọn những via trên path và mình sẽ thực hiện cái việc là giải trên path này. Cái mục này là phần này là cái phần mà mọi người có thể là xóa thêm hoặc xóa hoặc sửa cái tên thư mục. Ví dụ đây là mình sẽ sửa tên thư mục là nick mới, mình đặt một cái tên mới, sau đó bấm cập nhật để xong. Ví dụ như là nick mới 1 và bấm cập nhật thì cái từ nick mới này sẽ đổi thành là nick mới 1. Rồi phần này là phần nhập tài khoản, tức là khi mọi người có thể là mua via về thì mọi người có thể là nhập tài khoản vào đây. Khi nhập tài khoản vào thì đã có một cái video hướng dẫn về nhập login via, thì mọi người xem video đó để biết được cái cách nhập và cách login via như thế nào. Trên đây là tất cả những cái tính năng và cái giao diện của phần mềm smartphone. Mọi người có thể xem và có phần nào mà chưa hiểu thì mọi người có thể liên hệ với đài để được hỗ trợ và giải thích thêm. Cảm ơn mọi người đã xem video.